Anh chị em thân mến, đối với những người vô thần không có niềm tin thì ngôi mộ là điểm tận cùng của một kiếp người. Ở nơi đây vua cũng như dân, tướng cũng như quân, bậc anh hùng cũng như tên vô lại, người quyền quý cũng giống như kẻ cơ bần, đều phải vùi mình xuống trong lòng đất, mục nát đi và trở thành cát bụi. Theo quan niệm này, ngôi mộ sẽ là điểm tận cùng của một kiếp người và dấu chấm hết cho tất cả các sự nghiệp. Trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rỉ. Với chúng ta thì không như vậy. Ngôi mộ đối với chúng ta không còn là cửa tử, nhưng là cửa hằng sống. Bằng cuộc vượt qua của Chúa Giêsu, Ngài đã sống lại từ cõi chết, đã bật tung cửa mộ, đã đẩy quyền lực của sự chết và tội lỗi vào trong quyền năng của Thiên Chúa. Ngài đã biến ngôi mộ là điểm cuối cùng của đời người thành cửa ngõ dẫn vào cõi trường sinh. Ngài đã khiến cho cửa mộ đã từng há ra để nuốt lấy bao người trần chúng ta đi vào cõi âm ti, trở nay trở thành cái cổng chào hân hoan tiếp đón chúng ta đi vào thiên quốc. Chỉ vì Đức Kitô đã sống lại, Ngài đã biến đau thương của sự chết thành niềm hoan lạc phục sinh. Ngài đã biến ngày cuối cùng của kiếp nhân sinh này trở thành ngày thứ nhất trong đời sống mới. Từ đây, ngôi mộ không còn là cửa tử, nhưng là cửa sinh, đưa muôn người đi vào sự sống vinh quang bất diệt. Vậy thì cùng với Chúa Giêsu Kitô, chúng ta hãy từ giã cái ngôi mộ đã giam, đã nhốt chúng ta bấy lâu nay ở trong tội lỗi. Cùng với Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cởi bỏ những dây băng đang cột chúng ta lại, những khăn trùm đầu đã che kín chúng ta, những tấm vải liệm đã ràng buộc chúng ta trong cái chết của tội lỗi. Bấy lâu nay chúng ta còn bị ràng buộc với thế gian, với cuộc đời. Bây giờ chúng ta nhận ra tất cả những thứ đấy chỉ là tạm bợ. Sự sống vĩnh cửu được Chúa Giêsu đưa đến cho nhân loại mới là cánh cửa mở ra cho chúng ta niềm hy vọng đời đời. Anh chị em thân mến, có một câu chuyện kể một nhà khảo cổ kia, ông ta đã bịa ra cái chuyện này, ông ta dựng thành phim để ông ta gửi đến một sứ điệp cho nhân loại. Đó là ông ta đã tìm thấy xác của một người chôn ở đồi Canvario cách đây 2.000 năm, và với những phương pháp giảo nghiệm tân thợ kỳ, ông ta đã xác định đây là thân xác của một người chết và chôn ở đây. Trên vết tay, khi những xương của ngón tay có những lỗ đinh đâm thâu, bàn chân cũng vậy. Ông đã xác định đây là một người tên là Giêsu và đã chết, không sống lại. Nếu không sống lại thì còn gì để mà nói chuyện nữa? Tất cả niềm tin của chúng ta sụp đổ hết rồi. Vì thế, các tháp cao nhà thờ đập đi những cây thánh giá, những ngôi mộ ở đất thánh cũng đập thánh giá đi, những gia đình bỏ thánh giá, người ta đeo thánh giá trước ngực, bây giờ người ta cũng bỏ đi, không còn niềm tin vào Chúa Giêsu sống lại. Các linh mục đóng cửa nhà thờ, tắt đi ngọn đèn chầu, các tu sĩ gỡ chiếc áo ròng của mình. Và rồi tất cả những người xưng mình là Kitô hữu bây giờ từ chối Chúa Giêsu không sống lại thì còn là Kitô hữu làm gì? Và vì thế không có niềm tin sống lại, thế giới bắt đầu lộn xộn, người ta giành giật nhau từng miếng ăn,
người ta tranh giành nhau từng đồng tiền. Điều này chỉ xảy đến nơi những người không có niềm tin và sự sống lại. Thì nay tất cả không có niềm tin, một xã hội lộn xộn xảy ra, người ta không cần gì phải lo cho tương lai vĩnh cửu nữa. Người ta yêu cuồng sống vội, người ta sống những ngày tháng giành giật để mà người ta có chiếm đoạt, có vật chất, có trần gian. Chúa không sống lại, cần gì nghĩ đến đời sau. Thấy cả một thế giới này lộn xộn, con người tàn ác, vô lương tâm, lúc bấy giờ nhà khảo cổ mới hối hận. Ông đã công bố với toàn thể thế giới đấy chỉ là một chuyện lừa đảo. Ông bịa ra câu chuyện đấy, không hề có câu chuyện đấy. Chúa Giêsu đã sống lại. Niềm tin đấy soi dẫn con đường đời của tất cả chúng ta. Lúc bấy giờ người ta thấy trên những tháp cao gắn lại cây thánh giá, trên những ngôi mộ đặt lại cây thánh giá. Người ta thấy những người đi ngoài đường đeo thánh giá trước ngực, làm dấu thánh giá trong mỗi công việc, các căn nhà của gia đình có thánh giá. Và khi có bóng thánh giá, có niềm tin phục sinh, thế giới này có sắc màu của yêu thương, của bao dung, của nhân ái. Thế giới này người ta xây dựng hòa bình và công lý, mọi chuyện lại đi vào trong tốt đẹp. Anh chị em, như Thánh Phaolô bảo rằng, nếu Đức Kitô đã không phục sinh thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả niềm tin của anh chị em cũng rỗng tuếch nữa. Vì vậy, chúng ta, những người tín hữu của Chúa, chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã mở ra cho chúng ta một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự sống vĩnh hằng. Ngài đã chiến thắng sự chết, thần chết đã buông khí giới quy hoàng. Loài người không còn phải bị tiêu diệt bởi lưỡi hái tử thần nữa, nhưng được cứu sống bởi quyền lực của Đức Kitô phục sinh. Xin mọi người hãy đến với Chúa phục sinh để đón nhận cuộc sống hồng phúc Ngài ban tặng cho chúng ta. Mọi người, tất cả chúng ta hãy vui lên vì Chúa đã sống lại. Hãy vui lên, alleluia, lời hát vang dội từ nơi này đến nơi kia, cho đến tận cùng trái đất. Chúa đã sống lại. Anh em, Chúa đã sống lại. Amen.